Thưa quý vị, chiều nay tại Đà Nẵng đã diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2023 lần thứ 3. Diễn đàn do Bộ Ngoại giao, Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ban ngành, lãnh đạo 19 tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên, Ngân hàng Thế giới cùng đại diện hơn 20 đại sứ quán, lãnh sự quán, đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và hơn 300 đại diện doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trường Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023 có chủ đề đột phá mới cho miền Trung Tây Nguyên, chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững. Diễn đàn đề cập đến các vấn đề liên quan đến chuyển đổi kép xanh và công nghệ số, xu hướng và các mô hình giải pháp đang triển khai trên thế giới, đánh giá hết cơ hội và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Chủ đề này cũng đã được phân tích và thảo luận trên cơ sở thực tiễn đang đặt ra tại các tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là chủ trương quan trọng hướng đến phát triển bền vững, là mục tiêu quan trọng và ưu tiên cao nhất của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều chính sách, hành động nhằm hướng tới mục tiêu trong giai đoạn 10 năm tới là phát triển nhanh và bền vững, đồng thời phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Được cụ thể hóa bằng cách khai thác tối đa các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn lên. Việc phát triển nền kinh tế xanh, bền vững với trọng tâm chuyển đổi số cần có quyết tâm và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ với nền móng là công cuộc chuyển đổi số ở các địa phương. Miền Trung Tây Nguyên được đánh giá là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, nông lâm nghiệp bền vững. Trong đó, Đà Nẵng hiện thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước. Năm 2022, kinh tế số đóng góp 17% vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh. Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và kỳ vọng đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GRDP của thành phố. Song song với chuyển đổi số, thành phố còn quyết tâm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và hưởng ứng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Bắt đầu xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng tăng trưởng xanh trên địa bàn. Chúng tôi kỳ vọng đây là cơ hội để các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế thông qua các cơ chế đối thoại cởi mở về cơ hội huy động nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong và ngoài nước trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam đạt trung bình khoảng 38% trên một năm. Năm 2022, giá trị kinh tế số của Việt Nam đạt khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành nước có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh thứ hai thế giới và tốc độ phát triển thương mại điện tử cao nhất khu vực Đông Nam Á. Để các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có thể đạt được những kết quả có tính đột phá, bứt phá khi triển khai các nhiệm vụ về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo và lưu ý 3 vấn đề quan trọng. Từ các bài học và kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và khu vực miền Trung Tây Nguyên trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững tại địa phương. Thứ hai, đề xuất các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và ưu tiên của Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng. Thứ ba, đề xuất các chương trình, dự án cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên để các địa phương, doanh nghiệp, các đối tác quốc tế nghiên cứu khả năng hợp tác và triển khai trong thời gian tới. Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2023 gồm 2 phiên, phiên tham luận và phiên thảo luận. Các ý kiến của chuyên gia quốc tế và Việt Nam cũng như lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp tại diễn đàn về kinh tế phát triển, kinh tế môi trường, chuyển đổi số,
sẽ là cơ sở để các địa phương và doanh nghiệp tham khảo phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời trao đổi và phản hồi thêm thông tin với lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành nhằm tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp nỗ lực góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức cũng đã công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2022-2023 nhận giải thưởng Sòng vàng lần thứ 22.